gợi cảm, quyến rũ với những bộ cánh bò sát khoe ba vòng bồng mắt. Không, đây là hình ảnh đã cũ của Hồ Ngọc Hà, còn đây mới là những hình ảnh gần đây của cô. Xuất hiện cùng cô bạn thân Thanh Hằng trong bộ ảnh của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Chân dài khéo léo khoe chiếc váy dài suông rộng nhưng vẫn để lộ vòng hai to bất thường. Việc cô che chắn vòng hai cẩn thận đã khiến công chúng không khỏi nghi ngờ nữ ca sĩ đang mang thai với bạn trai Kim Lý sau thời gian hẹn hò. Giữa tin đồn mang thai, nữ hoàng giải trí vẫn chọn cách im lặng, từ chối trả lời những câu hỏi. Cô vẫn tích cực đi quay quảng cáo, tất bật công việc mà không hề thừa nhận hay chối bỏ chuyện bầu bí. Báo Thanh Niên đã liên hệ với quản lý của Kim Lý để xác minh về thông tin này, tuy nhiên phía này đã từ chối trả lời. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô vướng nghi án mang thai cùng Kim Lý. Cô nhiều lần úp mở vì mong muốn có con cùng người yêu, thế nhưng việc Hồ Ngọc Hà có thai vẫn chỉ là sự suy đoán của khán giả. Hồ Ngọc Hà chia tay chồng Nguyễn Quốc Cường hay Cường Đô La sau nhiều năm mặn nồng, giữa hai người có một con trai chung là bé Subeo. Cô hẹn hò với Kim Lý sau khi cả hai đóng chung MV Cả Một Trời Thương Nhớ vào năm 2017. Cả hai thường xuyên xuất hiện tại sự kiện và không ngại dành cử chỉ thân mật cho nhau. Chọn cách công khai với truyền thông, cặp đôi không ngừng thể hiện tình yêu với đối phương bằng nhiều cách như phát ngôn ngọt ngào, hình ảnh lãng mạn trên mạng xã hội cũng như chất ống kính báo chí. Nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt, tuy nhiên sau tất cả hai người vẫn hạnh phúc bên nhau.